Chào tất cả anh em, hôm nay cũng quay khá là nhiều video cho anh em thì đang chuẩn bị nghỉ thì có một bạn độc giả gọi điện và bạn đặt một câu hỏi như này. Anh cho em hỏi hiện trên thị trường thì em thấy các bạn em đang chọn mua CPU cho laptop cũng như PC thì đều của hãng Intel. Và hiện nay em đang xem một số kênh công nghệ thì thấy quảng cáo rất là nhiều với cái hãng CPU của hãng AMD với công nghệ Ryzen, thì cho em hỏi cái CPU này là CPU kiểu gì? Anh có thể làm một cái bài đánh giá chi tiết hay không? Nói thật sự với các bạn thì 10 năm trước thì mình nói đến hàng AMD, nếu mà dùng laptop PC gạt bỏ luôn. Bởi vì sao? CPU của nó dùng quá nóng, mặc dù rất khỏe nhưng mà cái khí hậu Việt Nam mình thì nó sử dụng không phù hợp. Và đã rất nhiều laptop chỉ sử dụng được một thời gian là y dạng lăn ra chất CPU. Và mới 10 năm công nghệ thì AMD đã thay đổi hoàn toàn và họ đã cho ra mắt cái CPU công nghệ Ryzen cả trên laptop cũng như PC. Và hãy cùng mình tìm hiểu cái CPU này có những cái gì mới lạ mà có được sức hút lớn như vậy. Hiện nay từ cái lúc mà CPU Ryzen nó ra mắt thì mọi thứ đều thay đổi. Và thay đổi ở đây mấu chốt đó là nhân và luồng, có nghĩa là AMD đã tích hợp lên nó nhân đôi. Chẳng hạn như một CPU Ryzen 7 có đến 8 nhân 16 luồng mà giá của nó rất rẻ, chỉ khoảng 300 đến 500 đô. Và Ryzen 5 có đến 6 nhân 12 luồng, giá dưới mức 250 đô. Để so sánh với CPU Intel của 6 nhân thì AMD rẻ hơn rất là nhiều. Mà hiện nay kể cả những CPU này có thể tích hợp cho cả laptop cũng như PC. Đối với hiệu năng của Ryzen, nếu mà các đồ họa chẳng hạn như đồ họa game thì mình nói luôn nó sẽ kém hơn Intel. Nhưng phải nói về đồ họa chẳng hạn như render cũng như xử lý các thuật toán hình ảnh mà ở mức gọi là chuyên nghiệp thì Ryzen nó vượt trội hơn hoàn toàn và giá thành lại rất rẻ. AMD Ryzen ra đời thì nó định hình này hoàn toàn phân khúc CPU đa lõi đa luồng. Và giá thành của nó cũng đang có một cái mức cạnh tranh khốc liệt mà Intel phải nhìn nhận là AMD đã quá là thành công. Hiện nay AMD Ryzen có 3 thế hệ, Ryzen 3, 4 lõi, 4 luồng thì nó sẽ tương đương thế hệ Core i kiểu như dạng như Core i thế hệ thứ 8 Core Felix của Intel. Và nó có Ryzen 5, Ryzen 5 thì có đến 6 lõi 12 luồng, tương đương Core i 7 của Intel. Và Ryzen 7 thì có đến 8 lõi 16 luồng, mạnh mẽ nhất thì nó tương đương kiểu dạng như Core i 9 của Intel. Hai con CPU mạnh mẽ nhất của Intel lẫn AMD thì gồm có Core i9 mạnh mẽ nhất hiện nay đó là 7980XE với 18 nhân 36 luồng thì cực khủng khiếp. Còn AMD thì có đến 16 nhân 32 luồng. Đây cũng chính là tuyên bố hùng hồn nhất của Intel lẫn AMD đang xuất hiện trên thị trường năm 2018 hiện nay. Hiện nay công nghệ AMD Ryzen còn áp dụng trên một số dòng card cao cấp cả màn hình. Chẳng hạn như hôm qua mình đã giới thiệu anh em đó là chiếc iMac Pro của Apple thì cũng sử dụng cái card AMD của Ryzen. Hiện nay công nghệ AMD Ryzen được áp dụng khá rộng rãi trên các dòng laptop gaming. Anh em có thể thấy là con ROG của nó này, chạy Ryzen 7 này, card AMD của nó luôn này. Radeon RX 580 là cao cấp này, HP cũng đang sử dụng này. HP Envy X360 cũng đang sử dụng con AMD Ryzen 5 2500U. Thì AMD đã thay đổi hoàn toàn và Intel nó là một đối thủ truyền kiếp. Thì với mình, Ryzen nó một công nghệ hoàn toàn mới, một sự trải nghiệm mới, đặc biệt giá thành rất là rẻ. Tại sao chúng ta lại không dám sử dụng những loại CPU như này? Giá thành rẻ mà hiệu năng cao, tại sao lại không sử dụng? Mình sẽ thử dùng thứ nhất là laptop và mình sẽ thử mua một con CPU, build một cái PC. Đối với các bạn là vài hôm nữa mình sẽ tìm mua một cái laptop chạy AMD Ryzen và sẽ build một cái PC. Và mình sẽ test từ hiệu năng phần cứng và mình sẽ test phần mềm từ game đến đồ họa cho anh em thấy cái hiệu năng của Ryzen có cái gì khác biệt. Và mình sẽ quay video như này, chắc chắn anh em sẽ có những cái sự trải nghiệm mới lạ. Giới thiệu về CPU AMD Ryzen của mình đến đây là kết thúc. Thân chào anh em và hẹn gặp lại.